Với tầm quan trọng của các dịch vụ sản phẩm tiện ích trước xu thế hội nhập, đặc biệt là tạo thuận lợi cho khách hàng có điều kiện lựa chọn những dịch vụ để tiếp cận với ngân hàng. Do vậy, các tổ chức tín dụng đã có những giải pháp nhằm phát triển ngày càng nhiều sản phẩm tiện ích của ngành. Cách đây vài năm, các dịch vụ sản phẩm của ngân hàng chỉ ở mức vài sản phẩm trong việc huy động vốn cho vay sản xuất kinh doanh, thì đến nay có những ngân hàng sản phẩm dịch vụ đã lên đến con số hàng chục. Sự phát triển của nó đồng hành với triển khai chương trình hiện đại hóa của ngành kể từ năm 2004. Chỉ tính năm 2006, các ngân hàng thành phố có thêm nhiều sản phẩm huy động vốn mới như tiết kiệm lãi suất bậc thang, tiết kiệm dự thưởng có quà tặng, tiết kiệm ổ trứng vàng, tích cóp, tiết kiệm rút dần. Việc cho vay đã có thêm dịch vụ tiện ích mới như cho vay mua nhà, sửa chữa nhà ở, cho vay du học, chi phí đám cưới, cho vay tại nhà, thấu chi thông qua thẻ ATM. Chứ đối với các tổ chức kinh tế còn được cung ứng sản phẩm dịch vụ quản lý tài chính trọn gói từ thanh toán chuyển tiền, thu chi hộ đến việc mở thẻ và thanh toán lương hàng tháng cho người lao động. Quá trình phát triển thì các dịch vụ sản phẩm của ngân hàng liên tục được phát triển, đặc biệt là trong những năm gần đây khi mà Techcombank Việt Nam đã đầu tư cái công nghệ nguồn, đó là cái hệ thống core banking, thì sản phẩm các dịch vụ ngân hàng ngày càng đa dạng hơn. Và trong đó như các dịch vụ huy động vốn, các sản phẩm tiết kiệm đa năng, tiết kiệm điện tử, tiết kiệm phát lọc. Những sản phẩm đó tạo điều kiện cho cái cơ hội cho khách hàng lựa chọn nhiều cái sản phẩm và lựa chọn để có thể là trong việc huy động vốn tại thị trường. Thứ hai là có các sản phẩm về cho vay, thì ngoài cái việc cho vay các doanh nghiệp mà lớn thì có cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì ở địa phương, cũng như cho vay có các hộ tiểu thương, có cái hộ cá thể và các sản phẩm dịch vụ cá nhân. Mới đây nhất là Techcombank cũng đưa ra các sản phẩm dịch vụ cho vay thấu chi. Sản phẩm này là cũng đang được mọi người chấp nhận, tức là sản phẩm thấu chi lương, trả lương qua tài khoản cũng như các sản phẩm thẻ, và có thể cho vay các sản phẩm thấu chi với ứng với 5 tháng lương và có mức tối thiểu là 8 triệu đồng. Và cái sản phẩm này đã được mọi người cũng như cá nhân cũng như các cán bộ nhân viên của các doanh nghiệp rất là đón nhận. Ngân hàng chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng là một trong những cái chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được triển khai giai đoạn 1 của chương trình hiện đại hóa hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng, mà gọi tắt là IPCard. Thế thì trên cơ sở nền tảng của cái hệ thống hiện đại hóa này thì Ngân hàng Nông nghiệp đã đưa ra rất nhiều các cái sản phẩm, dịch vụ và tiện ích mới để phục vụ cho khách hàng, để cho phục vụ cho thị trường. Và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng cũng trên cơ sở đó thì cũng đã triển khai rất nhiều các cái dịch vụ tiện ích. Và cho đến nay thì chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng cũng đã triển khai được gần 20 cái dịch vụ tiện ích để cung ứng cho khách hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Và nổi bật trong các cái tiện ích đó, trong các cái dịch vụ đó, thì chúng tôi có các cái dịch vụ ví dụ như là dịch vụ về các nghiệp vụ thẻ, dịch vụ về đại lý chứng khoán, các cái dịch vụ về thanh toán quốc tế, vân vân. Do tiện ích của thẻ ATM, đến nay hầu hết các ngân hàng trên địa bàn thành phố đã lắp đặt với gần 100 máy tự động rút tiền và 289 máy chấp nhận thanh toán POS, đi đôi là phát hành hơn 224.000 thẻ ATM. Tổ chức các dịch vụ thanh toán điện tử như Home Banking, Phone Banking, Internet Banking. Tuy chưa nhiều, nhưng đến nay, trên địa bàn Đà Nẵng đã có 4 ngân hàng thực hiện dịch vụ chứng khoán, đó là Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ngân hàng Á Châu. Đây là dịch vụ mới khởi động tại thị trường Đà Nẵng, đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế mở tài khoản, nhận lệnh mua bán chứng khoán của các nhà đầu tư. Có thể nói, sự phát triển của các dịch vụ sản phẩm tiện ích của các ngân hàng thời gian gần đây đã góp phần đáng kể vào việc nâng tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt trong lưu thông trên địa bàn thành phố, chiếm trên 87% tổng phương tiện thanh toán, hạn chế dần thói quen chi tiêu tiền mặt trong nhân dân. Em là một khách hàng thường xuyên giao dịch với Ngân hàng Kỳ Thương Đà Nẵng, thì em thấy là cái dịch vụ mà chuyển tiền của Ngân hàng Kỳ Thương rất là nhanh, rất là tốt. Tức là khi bên nhà khách hàng họ cần chuyển tiền về Hà Nội để hoạt động mà chỉ cần gọi qua điện thoại cái là ngân hàng có thể đáp ứng được ngay. Chúng tôi là một cái đơn vị mà quan hệ với cái Ngân hàng Nông nghiệp tại Đà Nẵng cũng là rất nhiều năm, làm cái công tác xuất nhập khẩu. Thì cái việc tôi nhận thấy rằng là các cái
việc thanh toán quốc tế như qua cái ngân hàng nông nghiệp rất là tốt. Ví dụ như là chúng tôi là một đơn vị chuyên làm hàng nhập khẩu, thì ngân hàng là người mà giúp chúng tôi trong cái công tác mà mở LC cũng như là thẩm định hồ sơ, hoặc là có những cái vấn đề gì mà trục trặc trong cái thanh toán với nước ngoài thì ngân hàng đều làm tham mưu cho chúng tôi rất là tốt. Sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới thì sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trong nước và nước ngoài ngày càng khốc liệt hơn. Đi đôi với làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, quảng bá thương hiệu thì việc phát triển thêm nhiều sản phẩm, đa dạng các dịch vụ tiện ích ngành ngân hàng là cần thiết. Đó không chỉ tạo cơ hội cho khách hàng tiếp cận lựa chọn dịch vụ sản phẩm mà còn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của ngành. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của chương trình hiện đại hóa hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng như tôi đã nói từ đầu. Và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng cũng sẽ là một trong những đơn vị sẽ tiếp tục được triển khai cái giai đoạn 2 của chương trình này. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp cái phần mềm, cái chương trình công nghệ và đầu tư thêm những cái thiết bị hiện đại. Rồi các cái thiết bị đầu cuối, ví dụ như là các cái máy ATM. Những năm đến thì Techcombank tiếp tục phát triển các cái mở rộng các mạng lưới dịch vụ ở các vùng khác nhau ở khu vực miền Trung cũng như Tây Nguyên và các vùng xa hơn. Trong đó các sản phẩm dịch vụ ngày càng sẽ tăng cường trên cơ sở đã đầu tư cái công nghệ mà Techcombank đã đầu tư và sẽ đi tiếp tục đưa ra nhiều sản phẩm phục vụ khách hàng, đặc biệt các sản phẩm thẻ, các sản phẩm dịch vụ cá nhân là một cái định hướng của ngân hàng Techcombank trong cái dịch vụ bán lẻ của đối với người dân.